Khu vực chân cầu Long Đại này từ nhiều năm nay vẫn tồn tại nhiều bến bãi tập kết không phép. Trong gần chục bến bãi tập kết cát sỏi ở đây thì chỉ có một bến bãi có đầy đủ thủ tục theo quy định. Nhiều hộ dân còn ngang nhiên sử dụng phần đất thuộc di tích lịch sử bến phà Long Đại để làm bãi tập kết cát sỏi. Khu vực ven đê của nhánh sông Long Đại thuộc thôn Xuân Dục, xã Xuân Ninh cũng được người dân sử dụng làm bến bãi tập kết cát sỏi, vi phạm hành lang đê điều. Thì việc làm một cặp hồ là nó vi phạm pháp luật, ủy ban xã đã nhiều lần cũng là tuyên truyền vận động, được nhắc nhở bao lâu. Nhưng mà vì cũng là những cơn bắn áo thì tài sản của ba con mỗi đó rất là nhiều. Thực tế là một số gia đình bây giờ cũng vài người là khoảng 200-300 tiền để mua thuyền để về để khai thác cát sỏi. Nhưng mà tình hình là nó mà để mà từ mà dừng đi thì cả hồ rất là cũng rất là thiệt hại về kinh tế. Cũng theo lãnh đạo xã Xuân Ninh, hiện tại trên địa bàn của xã có 14 bến bãi tập kết cát sỏi, tuy nhiên chỉ có một bến là có giấy tờ thủ tục đầy đủ. Về lâu dài, Ủy ban Nhân dân xã cũng đã có giải pháp là vận động bà con, những người có phương tiện khai thác thành lập tổ hợp tác hoặc hợp tác xã để trên cơ sở đó xin giấy phép mở bến bãi. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa thể thành lập hợp tác xã hay tổ hợp tác do một số vướng mắc thủ tục. Hiện nay thì trên địa bàn huyện còn khoảng 19 điểm đang thực hiện, còn thiếu các cái thủ tục theo đúng quy định của nhà nước. Còn khoảng 30 bến thì hiện nay đã đầy đủ các cái thủ tục của nhà nước. Và mục tiêu thứ hai để làm nó một thì việc sẽ phối hợp các sở ban ngành để hoàn thành cái việc quy hoạch các bến bãi để tạo điều kiện cho các cái tổ chức cá nhân phát triển các quy mô, nhưng mà đúng các cái quy định của nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai bến bãi. Có thể thấy hoạt động của những bến bãi tập kết cát sỏi này cũng là một trong những nguyên nhân vô tình tạo điều kiện để cát tặc hoạt động. Đã đến lúc các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cần có những biện pháp quyết liệt hơn để chấm dứt tình trạng trên, tránh trường hợp trên nóng dưới lạnh trong công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn.